Chào các bạn nhé. Và ngày hôm nay mình sẽ review cho các bạn một chiếc điện thoại, đó là Nokia X10. Và trên cái màn hình của mọi người đang thấy đó là những chiếc Nokia X10. Và Nokia X10 thì nó có hai cái màu, đó là một cái màu liên quan về trắng xám xám và một cái màu xanh cũng hơi xanh dạng thiếu xanh đục đục một chút xíu ha. Thì đó là những cái màu sắc mà đặc trưng của Nokia, được không ạ? Màu sắc đặc trưng của Nokia X10. Và ngay bây giờ mình sẽ đi vào những cái thông số chi tiết của con Nokia X10 này. Và chúng ta hãy cùng nhìn vào cái màn hình để chúng ta nhìn ngắm được các cái thông số của Nokia X10 và mình sẽ phân tích cho các bạn nghe về thông tin của nó. Đầu tiên, khi chúng ta mua cái Nokia X10 này thì chúng ta sẽ được bảo vệ cái màn hình của chúng ta bằng một cái gọi là cái kính, dạng như một cái kính, và một cái kính để bảo vệ cái màn hình của chúng ta. Về đây là cái chuẩn của nó, đúng không ạ? Chúng ta sẽ chú ý, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có một cái màn hình khá là lớn, đó là 6.67 inch nha mọi người. Rồi tiếp theo chúng ta về cái màn hình nhá. Và cái độ phân giải của màn hình này cũng khá là cao, với độ phân giải tới 20.9 lận nha mọi người. Thì với cái phần màn hình như vậy thì nó cũng khá là ok rồi. Chắc là bây giờ các bạn đang hỏi về giá, nhưng mà từ từ nha. Chúng ta hãy xem hết cái thông tin, rồi chúng ta xem thấy cái giá nó có ưng ý không. Về cái độ sáng của màn hình là nó tới 450 nits. Rồi các bạn, nếu mà bạn là tò mò thì các bạn gõ cái từ này, các bạn sẽ thấy ha. Và cái độ sáng của nó ha, nó có cái độ sáng mờ của cái màn hình này kia. Rồi cái độ phân giải của màn hình đó là Full HD nha mọi người, với cái độ đó là 1080x2400 nha mọi người. Một cái độ phân giải cũng khá là cao đó. Nếu mà dành cho những ai chơi game thì đây là một trong những độ phân giải cũng khá là tuyệt vời. Rồi, chúng ta nhìn thẳng vào cái vị trí của cái màn hình của chiếc Nokia X10 này thì chúng ta thấy là camera trước nó nằm ngay giữa cái màn hình, lọt giữa cái màn hình cảm ứng luôn nha mọi người. Lọt giữa ngay cái màn hình luôn. Và còn camera sau thì nó có tới 4 camera sau. Đúng không ạ? Tới 4 camera sau lận nha. Và cái phần thuộc tính về chúng ta nhận biết về camera này thì camera này nó được cung ứng bởi cái hãng gọi là Jaysys Optics nha. Và cái hệ thống liên quan về AI về để xử lý, gọi là AI có nghĩa là liên quan trí tuệ thông minh nhân tạo. Về cái thông số của camera, chúng ta hãy cùng lắng nghe bây giờ, đó là về camera trước á. Cái độ phân giải chúng ta có đó là 8 megapixel, và camera phía sau là tới 48 mega, và có tiếp theo là 5 mega, và tiếp theo là 2 mega và 2 mega. Thì với cái thông số đó tương ứng với là 48 megapixel là cái camera chính, và cái phần 5 megapixel là liên quan về để chụp góc rộng, và 2 megapixel là chụp góc sâu macro liên quan để chụp 2 megapixel. Một trong những cái sự tổng hợp đầy đủ cho chúng ta để chúng ta có những cái trải nghiệm về chụp góc và chụp cái cảnh vật một cách tuyệt vời thì bên Nokia họ đã tích hợp vào trong một chiếc điện thoại luôn. Mình thấy rằng đây cũng là một cái điểm cộng của Nokia đang tương ứng và đang đối chọi lại với các phân khúc của các điện thoại khác trên thị trường. Đây cũng là một điều rất là đáng khích lệ. Rồi tiếp theo chúng ta hãy nhìn xem này. Bạn nào thắc mắc bây giờ hiện tại công nghệ đang tới 5G rồi thì con Nokia này nó có cung ứng được không? Thì xin phép chia sẻ tới các bạn là con này nó có nha. Nó có dạng Bluetooth 5.0 và tiếp theo kết nối 5G. Thông tin thì mình có là nó kết nối được nha. Và về cái thuộc tính về như là Google AR là nó liên quan về các bạn có thể có được một cái trải nghiệm gọi là trải nghiệm ảo để mà nhìn các cái thiết bị á. Nó trong tiếng Anh nó liên quan là như vậy. Và chúng ta đã có một trong những cái điều rất là tuyệt vời chúng ta có ở đây là một trong những cái NFC, là một trong những cái phần á, là một trong những cái phần để hỗ trợ cho các bạn học sinh, sinh viên để mà có những cái tính năng và lựa chọn những phần phù hợp. Một số cái bạn liên quan về khuyết tật này kia thì nó sẽ có những cái tính năng này để hỗ trợ. Đó là thông tin mình nhận được. Về cái phần tiếp theo chúng ta sẽ rất là vui mừng, đó là có cái phần headphone thì chúng ta cũng sẽ sử dụng jack 3.5mm.
Và cái rác này thì trên thị trường sử dụng rất là phổ biến đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ có những tính năng tiếp theo như là GPS, AGPS. Rồi cái phần GPS này thì nó là gọi là vệ tinh toàn cầu để giúp cho chúng ta biết được là vị trí chúng ta đang ở đâu. Thì đây là một trong những điều rất là ý nghĩa. Về GLONASS là liên quan về cũng là như là GPS nhưng mà nó là do một cái công ty bên Mỹ làm. Còn Galileo là một cái công ty bên Nga thì họ làm cái phần GPS này. Thì cái phần này nó cũng hỗ trợ nha mọi người. Nếu bạn nào mà tò mò thì Galileo nó như là một cái GPS, như GPS vậy. Nhưng mà cái này nó cho mục đích là dân dụng nha, chứ không phải là quân sự nha mọi người. Về cái phần cống USB á, thì ta sẽ có cái cống kết nối USB-C nha, cống USB 2.0. Điều này thì mọi người hầu hết đang sử dụng cống này, thì mọi người rất là khỏe rồi, cắm thì không phải lo chiều nào. Đó là một trong những điều rất là thuận lợi. Về cái chuẩn Wi-Fi thì 802.11 thì các bạn nếu nào thì chắc ít rất là ít quan tâm nha. Rồi, nên là thành ra mình sẽ nói vào cái phần chính cho mọi người nha. Thì cái phần kết nối cho các bạn chú ý nha. Khi các bạn kết nối vào một cái thiết bị sạc hay là thiết bị cho cái chip điện thoại này thì các bạn nên nhớ rằng sạc thì cái pin này thì nó có một cái dung lượng rất là lâu. Nó tới là 4470 mAh. Và cái pin này thì chúng ta biết rồi, các cái dòng điện thoại smartphone đời sau này thì hầu hết là không có thể tháo ra được. Rồi, chúng ta nhớ nha, các bạn khi sử dụng chiếc điện thoại này thì chúng ta nhớ nó chỉ có 9V và 2A thôi nha, sạc. Thì sạc nó là tương thích của nó là 9V 2A, chứ không phải là sạc của nó là 5V 2A nha. Các bạn phải nhớ cái điều này, tránh trường hợp các bạn mua về các bạn cắm, ủa tại sao sạc 5V 2A nó lại nó sạc không được, hoặc thậm chí là nó sạc rất là lâu khi đầy pin. Chúng ta nhớ là 9V 2A. Đây là một trong những điều rất là thú vị. Bây giờ các hãng điện thoại mục đích muốn sạc nhanh thì họ phải tăng cái một là áp, hai là dòng lên. Thì bên Nokia họ đang tăng vừa áp vừa dòng nha các bạn. Tại vì trước kia các dòng điện thoại hầu hết chỉ có tới 1.1 hoặc là 1.5 gì đó ampe thôi. Bây giờ tăng tới 2 ampe rồi, một điều cũng rất là tuyệt vời. Về cái phần lưu trữ á, thì điện thoại Nokia đang sử dụng cái thuật toán đám mây của Google Drive nha. Có nghĩa là đang sử dụng thuật toán đám mây của Google Drive. Về cái bộ nhớ trong, nếu mà ai đó rất là tò mò về sử dụng thì bộ nhớ trong nó tới 128GB và 64GB lận. Có nghĩa là 128GB hoặc 64 thì chúng ta sẽ lựa chọn tùy vào phiên bản chúng ta sử dụng. Và cái phần SD card thì nó hỗ trợ tới 512GB, một thông số cũng khá là lớn để cho bạn nào mà sử dụng mục đích lưu trữ, mục đích đi chụp hình chẳng hạn, thì đó là điều rất là tuyệt vời. Về cái RAM thì chúng ta cũng tương tự với dòng máy, nó sẽ có là 6GB và 4GB. Tương ứng mình nghĩ là 6GB thì tới một cái máy là có bộ nhớ trong là 128 và 4GB, tương ứng với 6GB. Thì đó là cái điều mà chúng ta sẽ phải lựa chọn nha. Thì cấu hình mạnh như vậy thì hầu hết các game hiện tại thì các bạn cũng có thể chơi rồi đó. Đúng không ạ? Về cái phần chip CPU của nó thì nó đang sử dụng là chip của Qualcomm Snapdragon 480 5G. Thì cái phần này nó mục đích để đáp ứng cái nhu cầu tốc độ cao hiện tại. Thì các bạn biết rồi, công ty Qualcomm thì là một công ty nó trụ sở tại Đài Loan, dành cho những ai thắc mắc và tò mò. Về cái hệ điều hành thì nó của Android 11 nha mọi người. Và chú ý nha, Nokia đang có một cái điều tuyệt vời, đó là OS update là tới. Có nghĩa là chúng ta sẽ được update cái hệ điều hành miễn phí trong 3 năm lận. Có nghĩa là họ sẽ hỗ trợ cái hệ điều hành này update trong 3 năm lận. Vì thế mọi người không có sợ việc là hệ điều hành này không được cập nhật các cái phần tính năng mới nhất nha. Mọi người không phải lo lắng về điều đó so với những điện thoại khác nha. Về cái phần audio thì chúng ta cũng sẽ có tính năng radio hoặc là ozone audio, nhưng mà hầu hết mọi người ít khi sử dụng tính năng trên, do vậy chúng ta cũng bỏ qua luôn. Thì chúng ta cũng rất là quan tâm, như lúc nãy mình đã nói, thì con này nó có 5G. Về băng thông là 5G NO, bạn nào muốn tìm hiểu sâu thì tìm hiểu vào.
SIM thì nó chỉ có một SIM dạng nano nha. Bạn nào thắc mắc gì thì tìm hiểu thêm mấy phần này, tại vì mấy phần này là liên quan chuyên ngành. Mình nói mất công các bạn là đau đầu thì nó rất là nguy hiểm. Về cái phần bảo mật thì nó có là bảo mật liên quan nhận diện khuôn mặt, hoặc là cảm biến vân tay, hoặc là một cái số tính năng của Android. Về cái phần IP thì IP 52 nhé mọi người. Về cái phần nút nhấn nha, nút nhấn thì nó có cái trợ lý ảo của Google nha. Thì mọi người muốn sử dụng Google Assistant Button thì mọi người có thể sử dụng tính năng trên. Về một thông số tiếp theo chúng ta sẽ rất là quan tâm, cái thước nó bao nhiêu, cái túi tôi có cần phải may bự ra không. Thì xin chia sẻ với các bạn, nào mà túi rất là nhỏ thì các bạn về đi sửa cái túi nhanh đi, tránh trường hợp cái điện thoại này nó to nó không có vừa đâu. Thì các bạn nhìn thấy kích thước không ạ? Cái gì ạ? Chiều dài của nó tới 168.94 mm, chiều rộng cái gì, có nghĩa là chiều, họ ghi là chiều dài là 168.94 và chiều rộng của nó là 210 mm. À xin lỗi mọi người nha, chiều dài của nó là 168.94 mm và chiều bề ngang của nó là 9.1, có nghĩa là bề sâu của nó là 9.1 mm, có nghĩa là dày của nó thì điện thoại này dày tới 9.1 mm và cái chiều dài của nó là tới 168.94 mm. Xin lỗi mọi người nha, mình phân tích mình say sưa quá thành ra mình chưa có làm, mình bị lệch hướng một chút xíu nha. Rồi mình quay lại với các bạn là khối lượng các bạn, nếu mà bạn nào sợ mang nặng thì thực sự là điện thoại này nó cũng không nặng lắm đâu. Khối lượng nó rơi vào tầm 210 gram nha. Về cái bề rộng của nó, của chiếc điện thoại này là 79.7 mm, gần 78 mm. Cái thằng Nokia này nó được cái là nó cũng ghi con số rõ ra, nhưng một số hãng thì nhiều lúc là họ ghi làm tròn luôn, trời cũng hơi kỳ đúng không. Thì may ra là bên này họ cũng đã ghi các cái thông số ok chi tiết cho mọi người, tránh mọi người về kiện nữa thì cũng rất là nguy hiểm. Nên thành ra Nokia cũng là một trong những thằng rất là khôn. Nhưng chia sẻ với các bạn vậy thôi, nhưng hầu hết các hãng công nghệ thì ông nào cũng khôn cả, ông nào cũng ghi con số cho nó rõ ràng, chả ông nào dại mà ghi một con số mà gọi là nó không có đầy đủ cả. Về chúng ta, nếu bạn nào mà liên quan muốn chơi game nhiều á thì các bạn sẽ biết, và các bạn sẽ biết rằng các bạn sẽ muốn là cần có cái tính năng này không, đó là một cái con cảm biến. Thì bạn nào mà rành với cái bên kỹ thuật á thì các bạn sẽ biết rồi là nó có con cảm biến gọi là con cảm biến gọi là cảm biến 60 này, nó gọi là cảm biến từ từ trường á. Và cái cảm biến là gyro 60, có nghĩa là cảm biến 60 để mục đích xác định cái góc nghiêng này kia của các bạn, và cái cảm biến từ trường thì mục đích xác định hướng của mọi người. Và tiếp theo là nó có cái đèn chiếu sáng nha. Rồi mình nói sơ sơ vậy thôi, mình nói sơ sơ vậy thôi, nhưng mà chú ý là cái phần của cái phần kết nối của cái con Sony, con Nokia X10 này, nó có cái phần gọi là kết nối gần bằng cách là mình gắn điện thoại chạm vào cái thiết bị nào đó thì nó sẽ kết nối nhanh. Hầu hết là các cái thiết bị bây giờ công nghệ họ đã có cái tính năng trên rồi. Nếu bạn nào mà thắc mắc á thì các bạn hãy tra trên mạng để các bạn hiểu sâu hơn nha. Về trong khi các bạn mua một chiếc điện thoại này, các bạn sẽ thấy trong cái hộp nó có cái gì. Thì mình trả lời các bạn là trong cái hộp nó sẽ có, đầu tiên là cái cục sạc này, thứ hai là cái tài liệu hướng dẫn này. Nhưng mà mình mong rằng là nếu mà nó về Việt Nam thì nó sẽ có là liên quan là cho tiếng Việt mình. Về cái phần là một cái chọc SIM ra này. Về một cái khe để gắn SIM này. Một cái quick start guide là một cái gọi là sách hướng dẫn nha. Về cái pin á thì nó là không có gỡ được đâu nha. Nó có một cái tài liệu về booklet là liên quan về safety an toàn. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái sợi dây cáp USB, đúng không ạ? Và tiếp theo là khi mà chúng ta có cái điện thoại thì nó sẽ có một cái gọi là sticker, gọi là miếng dán nó trên cái màn hình nhá. Thì mục đích là để cho nó đảm bảo là cái này là hàng mới thôi chứ chẳng có gì cả. Đấy, chúng ta quay lại nhìn ngắm lại một chút xíu chiếc Nokia X10, một trong những chiếc điện thoại cũng khá là trâu bò.
Và bây giờ thì chúng ta nên biết cái phần giá đúng không nào? Mình giá thì mình nghe được là nó rơi vào tầm 8 triệu rưỡi. Không biết về Việt Nam nó rơi vào 11, 12 triệu hay là 13 triệu nữa thì mình chưa rõ được. Nhưng mà mình chưa biết được thông tin là Nokia họ có đưa về Việt Nam bán hay không thì mình chưa biết. Nhưng mà mình mong rằng thì các cái điện thoại mà có chất lượng như này thì cũng xuất về Việt Nam cho Việt Nam nó xài trải nghiệm như nào, dành cho những ai có nhu cầu xử lý chụp ảnh hoặc là làm những công việc đặc biệt. Thì mình nghĩ đó là một điều rất là tuyệt vời. Rồi, trên là cái phần chia sẻ của tụi mình nha. Mình mong rằng các bạn đã có được một trong những cái nhìn đầy đủ về cái phần của Nokia X10 rồi. Rồi nếu các bạn nào mà thắc mắc thì các bạn hãy nhấn dưới phần bình luận nha. Và đặc biệt các bạn nhớ nhấn like và subscribe để ủng hộ tụi mình nha. Và đặc biệt nhớ nhấn chuông để theo dõi những video tiếp theo bổ ích nha. Rồi, tới đây mình nghĩ là kết thúc được rồi. Mình là Thành Sandy. Chào tất cả mọi người nha.